Đức Thánh Cha kêu gọi chống lại nỗi sợ hãi do mafia gây ra bằng những giá trị lành mạnh và hy vọng. Trong cuộc gặp gỡ các tham dự viên hội nghị do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Thánh Mẫu Học tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Cục Điều tra chống mafia, Đức Thánh Cha cảm ơn sứ mạng quan trọng của họ và khuyến khích họ ngày càng ở bên và bên vực những người yếu thế. Ngỏ lời với những người hiện diện tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói rằng sự chung sống huynh đệ và tình bạn xã hội có thể thực hiện được khi có những ngôi nhà thực hiện hiệp ước giữa các thế hệ bằng cách gìn giữ cội nguồn lành mạnh của những người đã tin và tin vào vẻ đẹp của việc cùng nhau phát triển trong đối thoại, lòng tốt và ủng hộ công lý cho tất cả mọi người. Ngài nói rằng nhờ những ngôi nhà này, người ta có thể xây dựng một đại gia đình cởi mở vì công ích, với sự bình đẳng trong việc truyền bá văn hóa hợp pháp, tôn trọng và an toàn cho con người và môi trường. Đừng để sự sợ hãi chiến thắng. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng sự dấn thân của cuộc chống mafia trong việc xây dựng những ngôi nhà này, những kháng thể nhẹ và mạnh mẽ chống lại lợi ích đảng phái, tham nhũng, tham lam, bạo lực, vốn là DNA của các tổ chức mafia tội phạm. Ngài nói rằng mafia chiến thắng khi nỗi sợ hãi chiếm lấy cuộc sống. Đó là lý do tại sao chúng chiếm lấy tâm trí và trái tim, tước bỏ phẩm giá và tự do của con người. Và Ngài khuyến khích các tham dự viên hãy cố gắng đừng để sự sợ hãi chiến thắng. Anh chị em là sự hỗ trợ cho sự thay đổi. Một tia sáng giữa bóng tối, một chứng tá của tự do. Tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục trên con đường này. Hãy mạnh mẽ và mang lại hy vọng, đặc biệt là giữa những người yếu đuối nhất. Ngài mời gọi đến gần tất cả những người này, những nạn nhân của những kẻ áp bức, cố gắng ngăn chặn và chống lại tội phạm, chống lại chủ nghĩa thực dân văn hóa của mafia. Điều quan trọng được Đức Thánh Cha nhấn mạnh chính là phải chống lại chủ nghĩa thực dân văn hóa của mafia thông qua các hoạt động nghiên cứu, học tập và đào tạo nhằm xác định rằng tiến bộ dân sự, xã hội và môi trường không nảy sinh từ tham nhũng và đặc quyền, mà là từ công lý, tự do, trung thực và liên đới.